Thank you.
Chờ tới đoạn này thì hết đoạn dốc rồi các bạn nha. Giờ mới xích rồi, đoạn này đá nhiều quá. Cái tự nhiên biển càng lớn. Cán biển lắc tình. Thì mở ra xích. Đoạn này đá nhiều quá. Nước thì có lại mũi không nè. Xích thì là chủ yếu đoạn trên kia. À, chủ yếu đoạn trên kia thôi. Đoạn trên kia bươi quá. Còn đắt à, nhiều quá. Còn cua cái dốc dè này sao không? Ừ. Còn cái đèo tay nó không có nước, còn biển cũng mở. Hư lốp. Cán như là rập. Chết rồi, đói nữa, cán sức đây. Thì phải tới xíu nữa phải không mới mở ra được chứ. À.